Hello, xin chào tất cả mọi người đến với chuyến xe bát táp của đại gia đình Củ Cải. Đây, hôm nay đại gia đình Củ Cải đang có một chuyến đi từ Hà Nội xuống Quảng Ninh thăm cũng một thành viên của gia đình Củ Cải, đó là bạn Bắp. Đây là dưa hấu này, đây là mít này. Để tay Củ Cải ơi. Đây là Củ Cải nha, ông bố. Đây là kim chi này, bà mẹ kim chi. Cà rốt này. Và thêm một thành viên nữa. Đây chính là Cam. Cam ơi. Chuyến đi hôm nay còn có thêm một thành viên đặc biệt khác, đó là bạn Jun đây. Anh trai của dưa hấu. Ông dưa hấu đang nằm trong lòng mẹ kìa. Cải nãy giờ cứ ngồi ngắm Jun thôi. Cải thích Jun lắm. Còn đây là mít và cà rốt. Sau một hồi làm quen thì mọi người, mấy đứa đã làm quen, đã rất thân thiết với nhau rồi. À, anh cả lỗ đây, cứ giới thiệu anh là bắt đầu anh này lại trốn.